Mến chào cô bác anh chị em. Hiện tại Cao Hớn mình đang có mặt tại khu du lịch Hồ Ô Thâm thuộc xã Ô Lâm, huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang. Thì mình có phát hiện ra bên tay trái của cái tấm bảng á, thì có ba cái hòn đá rất là to và lớn. Từ xa thì mình nhìn thấy cái hòn đá xa trong đó đó giống hệt là tượng của ông voi. Thì mình sẽ bước vào bên trong đó mình tham quan. Hôm nay mình đã đi cùng với anh Mộc Đồng. Mình thấy có hòn đá bên đó có một cái ngôi miếu nữa kìa anh Mộc Đồng. Bây giờ mình sẽ đi tiến đây gần ha. Đi qua đường này luôn đi. Xa xa là mình nhìn thấy giống như là có một cái phần đầu lộ ra và có cái phần mình cũng rất là giống. Có cái đầu mà quay về bên kia đó anh. Cái này một hồi mình qua phía bên kia mình quay thì chắc rất là rõ luôn á. Đúng rồi, hồi mình đi qua phía bên đó luôn. Ở đây có cái hồ. Ôi ôi cái hồ nước này đẹp nè. Những cái hòn đá tròn lụi mà trắng tát luôn nè. Cái hồ này dường như là cái đường nước suối trên đó chảy xuống rồi vậy. Đây cái hòn đá bự này nè quý bà con cô bác. Thấy cái phần đầu rất là rõ ràng luôn. Cái phần đầu và có cái phần mình. Ồ cái hòn đá này nó tròn mà giống như một cái ghế ha, ở phía trước nó hiểm vô kìa. Thì hai anh em mình ghé dừng xe lại tại nơi này á, thì đã gặp được hai anh nông dân đi ruộng và ngồi ở trong kia. Do đó mình có hỏi sơ qua thì mấy anh này nói là cũng giống như mấy anh em mình nghĩ, hòn đá bên đó là hòn đá ông voi, dân làng ở đây kêu ngày xưa tới giờ. Và mình cũng có hỏi thì người ta cũng nói ở đây là có những cái điều vô vi tâm linh xảy ra. Thì những cái điều đó như thế nào thì chút xíu mình qua bển mình hỏi hai anh sẽ chia sẻ cho mình cũng như là cho bà con cô bác mình được biết nha. Bây giờ mình đi tham quan từ bên đây bọc qua bên kia. Cầu cái hòn đá à, cái chỗ này leo lên được không? Leo chảnh nè. Tham quan chỗ cái cây to và có ngôi miếu kìa. Ôi lên được không hay đi đó kìa. Được. Này nè. Này nó lại hơn nè, đá này lại hơn nè. Ôi tùm. Bước lên. Ui. Mấy cái kẻ đá nứt cái. Bước lên biết được không đây. Ồ. Ở đây có một cây châm rất là lớn luôn nè. Còn bên đó là cây gốc me. Ở trên đây thì có một ngôi miếu thấy bà con thờ cúng rất là nhiều luôn nè. Có hai cái chậu cây sống đời. Nam Mô A Di Đà Phật. Mình thấy bà con dân tộc Khmer người ta cúng bánh này là bánh in anh ơi. Bánh in. Và cái tượng ở trong thì mình không có gần hay nha quý bà con cô bác. Nó bị chá nắng quá. Nhưng mà mình thấy là nhang đèn bà con cô bác đến đây cúng rất là nhiều luôn nè. Xa xa thì có hai anh nông dân đi ruộng ở đó. Chút xíu mình xuống mình hỏi hai anh nông dân đó để chia sẻ cho mấy anh em mình biết luôn. Đứng bên đây quay. Thấy nó nãy nó chá mắt quá. Đây trên đây quay thấy rõ nè. Đi xuống đường này được nè anh Mộc Đồng ơi. Đi xuống đường này được nè nha. Có kiến lửa nhiều quá. Bà con đang đốt gác. Quá nóng. Bây giờ. Trời ơi con kiến nó cắn. Cắn nổ cục luôn. Okay. Đứng quay gì thấy cái đầu đó à. Thấy cái đầu rõ ràng luôn đó. Trời cảnh đẹp rồi. Mình qua đây mình nhìn thấy giống hơn nè. Dạ ở bên đó nhìn thấy rất là giống ông tượng luôn á anh. Còn ở bên đây mình nhìn giống hơn hay sao? Thì ta nhìn bên đó thấy cái giống đó. Dạ để em tham quan trước nha.
qua đây coi anh luôn ơi. Đây nè, mình lại mình tiến gần hơn chút xíu nè. Có cái phần đầu á, cái phần đầu á anh luôn thấy không? Rồi, tách rồi. Ra rõ ràng đó. Nè, và cái tới... lượng cái dầu đi xuống ngay chân chỗ cây tre á. Đúng rồi, đúng rồi. Thấy ông nằm nè, ngoách cái đầu nè, thấy không? À, cái mình tròn lụi ở đây nè, cái lưng hơi ẩn hơi nữa kìa. Quá giống rồi. Những cái hòn đá đây tròn và kiểu dáng rất là đẹp. Và mình hồi nãy anh em mình cũng nghe anh chia sẻ nói nơi này cũng rất là linh thiêng. Thì điều đó linh thiêng như thế nào? Để mình nhờ anh chia sẻ. Gọi là đá voi. Dạ đá voi. Có cái cũng có tâm linh, cũng là rất là linh thiêng đó. Ngày xưa có ông Tà đó, cũng mặc đồng phục màu trắng, ông ăn chay này kia đó. Dạ. Cũng dân chúng ở đây là hàng năm ta cầu nguyện này kia ở đây để cho dân chúng được an lành này kia đó. Hàng năm nào cũng làm chân đó, nguyên cái mấy chùa ở đây nè, dân chúng ở đây nó lên làm đám ở đây làm đám ngay chân cái ngôi miếu đó. Đó đúng rồi. Hồi nãy em thấy trong ngôi miếu là có một hình tượng của ông đó, gọi là ông Lục Tà hay sao anh? Thì nó tượng trưng thôi. À tượng trưng đó. Thì làm đám đây dân chúng người ta cầu nguyện đó, ăn chay không à, làm cái món chay để hàng năm nào cũng vậy chứ á, để xin cho dân chúng ở đây được an lành, làm ăn coi như là an lành phát đạt này kia đó. Dạ. Còn những cái việc nào mà có thể là anh hoặc là bà con của bác nào mà hiển thị ra để cho người dân mình cảm thấy là thấy ông luôn không anh? Ngày xưa có thấy. Là ông hiện ra hay sao anh? Ông hiện ra, ngày xưa có mấy người già đã mất đi hết rồi là có thấy. Bây giờ là hết thấy rồi. Bây thấy giờ ông Tà luôn. Đúng rồi. Ở đây là gọi là đồng phục ông màu trắng không à. Có thấy ngày xưa mấy người già kể lại đó. Còn giờ mấy người trẻ giờ là không thấy đâu. Cái đó thời gian mà mấy người xưa mà thấy đó là ông hiện lúc giấc nào anh? Cũng ban ngày á. Ban ngày luôn. Đúng rồi. Trời ơi, hiện ban ngày luôn. Quá linh. Cũng mấy chục năm về trước rồi. Dạ. Cũng linh lắm. Em đi vào cái con đường xã U Lâm này á, cặp cái đường á, em thấy những cái hòn đá lớn thì những người đi lấy đá hay là những công ty lấy đá người ta đã lấy hết trơn rồi, mà tại sao mà lại ngay chân cái vị trí này lại còn ba cái hòn đá này rất là lớn, thì em nghĩ chắc cũng có một điều tâm linh linh thiêng. Đúng rồi, đúng rồi. Ở đây mà không dám lấy không à? Đúng không được đâu. Đây là đúng. Có ai mà không biết mà lại đây lại ngôi miếu của ông Tà đó cũng như là mạo phạm bị ông Tà hành hay là bị bắt gì không anh? Có cũng bị đó. Dạ, là cái người đó làm như thế nào bị anh? Thì làm tùm lum la trên đá này kia, làm điều gọi là không tốt. Thì bị cũng có bị đó. Cũng nghe nói ngày xưa có cái đoàn gì làm phim ở dưới á, Sóc Trăng gì, Trà Vinh vậy đó. Dạ. Nên làm phim đây nè. Cũng nhảy muốn cái gì tùm lum đây cũng à, về cũng có bệnh hoạn này kia đó, nghe nói vậy đó. À, lên nhảy múa này kia. Nghe nói vậy. Giống như không xin phép. Đúng rồi. Dạ. Dạ anh. Chào anh. Ở đây dân chúng ta đi qua lại này kia, muốn này kia ta cũng xin lên đây xin này, cũng xin này kia. Xin tài lộc với sức đúng khỏe rồi. Là được. Đúng rồi, đúng rồi. Hiện xin tại đó. Em với anh Đồng là đi bước lên đó thì thấy bánh trái và nhang đèn và bông lúc nào cũng tươi hết trơn á. Là hai em cũng cảm giác được là cái điều ngôi miếu tuy nhỏ thôi, nằm trên một cái hòn đá, nhưng mà độ mà người ta đến tâm linh mà người ta cúng tươi như vậy đó, lúc nào cũng có, thì em nghĩ là cũng có một cái điều được vô vi gì đó linh thiêng. Đúng rồi. Cái này là tưởng chừng là cục đá luôn đó đó. Cục đá nơi đó đó. Nói chung là đây nè, khu vực này nè, đá là ngay đó là tưởng chừng đó. À, bởi vì bà con cô bác lúc nào cũng đến cúng thường xuyên. Đúng rồi. Người đi đường ta thấy cũng qua cúng à. Dạ. Ta cũng nghe nói gì đó. Thường thường những ngôi miếu mà như vậy mà linh thiêng vậy cũng có dân mà mê tín số đời cái này kia mà nó đến cầu xin luôn. Có luôn. Có. Em thấy đa số là dân mà chơi số là người ta thường hay tìm những cái ngôi miếu người ta xin. Có. Mình không biết trúng hay không mà sao người ta thích đi xin như vậy. Không biết chuyện đó nhưng dạ. Mà có. Tắt ruộng anh luôn ở đây hay gì? Vườn ta đó. Dạ. Vườn tôi cái đây nè. Còn bên cái núi mà cái đồi ở bên đây là cái gì anh? Đồi Tức Giục phải không? Đồi Tức Giục á. Giáp bên đó là khu du lịch Tức Giục đó.
Dạ, bên, bên dách bên đó là khu du lịch Túp Dụp. Đúng rồi. Còn mình bỏ cái đồi Túp Dụp này, xích bên đó là núi Cô Tô ha. Thì núi này núi Cô Tô nè. Thuộc núi Cô Tô luôn. Núi Cô Tô hết. À. Còn này là đồi của Túp Dụp. Đồi ngọn đồi 2 triệu đô đó. 2 triệu đô. Đúng rồi. Là có chủ đầu tư người ta mua. Không, 2 triệu đô cái thời xưa với chiến tranh với Mỹ đó. Rồi. Không, mà Mỹ nó cái thời đô hộ á. Đúng rồi, mấy đó nó, ai đánh này nó trả sao 2 triệu đô gì đó. Nghe nói cái lịch sử xưa dạ. Nó mướn người ta đánh 2 triệu đô gì đó. Đây nè, ngọn đồi 2 triệu đô đó. Mình cũng gần cái đó nhưng mà nghe nói vậy đó. Để tên là ngọn đồi 2 triệu đô đó. Ôi, cây nặng dữ vậy. Cây này gọi là cây gì? Cây gừa hả? Cây gì anh? Cây béo. Để dọn cỏ cây nữa. Cây béo. Em thấy cây thốt nốt này quá trời to luôn à. Nhưng mà cái độ cây thốt nốt hiện tại bây giờ em thấy chưa có trái. Thì cái theo dạng như anh, cái cây cỡ cây như thế này là bao nhiêu năm rồi anh? Này chắc cũng cỡ chục năm rồi. Dạ, một chục năm rồi mà chưa có trái gì hết luôn. Chưa đâu, mười mấy năm đó. À. Mười mấy, mười mấy, hai chục năm đó không có trái. Công nhận ba cái hòn đá bự nhất, lại có một vài cái hòn đá nhỏ nhỏ. Nhưng mà theo cái cảm giác của mấy em chạy ngang thì thấy rất là huyền bí luôn. Bởi vì những cái hòn đá này vẫn giữ nguyên ngày xưa tới giờ. Ngày xưa là ít người đi qua, ít dám lắm, cũng hoành tráng lắm. Đi qua cũng hơi sợ sợ đó ngày xưa. Sợ là sợ ông tà đó hay là sợ ma? Sợ ma này kia, ma. Khu vực này nè, xưa ngày xưa. Có luôn hả? Có ma nữa. Trời ơi, ngày xưa là dữ lắm đây mà. Khu chiến tranh không hả? Xác chết đầy. Chiến tranh thì chết chóc thì những cái vong hồn không siêu thoát được sẽ còn. Còn các giờ, gia chắc dưỡng tại những cái bây giờ nó trống rộng hết trơn rồi, giờ thành khu du lịch hết rồi. Dạ. Dạ đúng rồi, tại cái khu này khu cách mạng ngày xưa, đòi Túp Dụp. Bởi vì những cái xác chết rất là nhiều. Dạ. Con đó có suối đó, có suối kêu suối đá voi luôn đó. Tên suối. Suối đá voi. Vậy là lấy tượng trưng cho cái hòn đá ông voi này. Đúng rồi. À vậy là bà con cô bác tại cái chi tôm này gọi cái hàng này là đá voi. Đúng rồi. Giống con voi chứ. Em chạy ngoài lộ hai anh em chạy là biết giống rồi. Suối đó chạy quanh năm suốt tháng. Dân chúng ở đây lúc trước xài nước đây không à. Là không cạn đâu. Chạy hoài luôn ha. Đúng rồi, từ núi xuống á, chạy hoài luôn á. Nước rất là mát im. Như vậy trên núi thì trên núi nó rất là cao nhưng mà cái nguồn nước nó từ đâu mà chảy xuống anh? Từ núi qua, nó biết đâu qua đó cái đó. Trên núi khô cằn mà nước đâu, trên núi chảy xuống hoài ha. Mà quanh năm luôn không cạn. Không cạn đâu. Xài mấy xã luôn vô lên đây á, ngày xưa xài lắm, còn đây giờ có nước máy nước gì xài, còn giờ cũng có người lên xài đây nè. Nước nó sạch. Anh ơi cho em hỏi cái vấn đề mà những người mà mê cờ bạc đó đến đây sinh số đó là thường là người Việt hay là người dân tộc gì? Đủ thứ chứ. Người Việt cũng có, dân tộc cũng có, nói chung là ở đây cũng nổi lắm. À, dân tộc cũng có xin nữa hả anh? Dạ đúng rồi. Mà ta xin ban đêm hay ban ngày với anh? Ban ngày ban đêm cũng có chứ. Ở đây mình gọi cái tên gọi chính thức tại ba hòn đá này mình gọi là cái tên gì anh? Mò Đầm Rây. Mò Đầm Rây là cái đó là cái tiếng dân tộc, còn cái tiếng cái là đá voi đó. Đá voi. Kêu là Lộc Ta Mò Đầm Rây là chỗ đó đó. Là khu đá voi. Lộc Ta Mò Đầm Rây là ông tà linh thiêng đó. À, khu đá voi mà ông chỗ ngay vị trí ông tà linh thiêng. Dạ. Dạ rồi thôi cũng chiều rồi, mấy em cũng tình cờ đi ngang đây cũng gặp được, có duyên gặp được ba hòn đá, cũng tham quan và sẵn quay cho bà con của bác xem. Thì cũng được anh là người dân địa phương đây chia sẻ những câu chuyện hồi nãy giờ. Em xin cảm ơn anh rất là nhiều, chúc anh nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn. Cao Hớn mình sẽ cho quay toàn cảnh lại cho bà con của bác mình xem lại một lần nữa. À, cái khu đá mà cục đá phía sau đó là đá ông voi, là cái tên gọi tại nơi này luôn. Và phía trước là cái ngôi miếu ông tà, rất là linh thiêng. Đi bên đó chút suối, quay suối đó chút đi có sao. Đá kia cũng đẹp, nó đá cái suối. Dạ dạ. Rồi Cao Hớn mình xin dừng clip tại đây. Cảm ơn quý bà con cô bác anh chị em đã theo dõi ạ.